Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất trùng điệp núi non của tỉnh Bắc Cạn. Đó là Bắc Nạm, mảnh đất với những núi cao dốc đứng đã góp phần rèn giũa sự mạnh mẽ rắn giỏi của người Mông chúng tôi để xây dựng cuộc sống giữa những khắc nghiệt của thiên nhiên từ buổi đầu nhập cư cho đến nay. Ở tỉnh Bắc Cạn, người Mông chúng tôi có gần 15.000 người sinh sống tập trung ở các huyện Bắc Nạm, Chợ Đồn, Chợ Mới, Ngân Sơn, trong đó tập trung nhiều nhất ở huyện Bắc Nạm với hơn 10.000 người. Theo như ông cha kể lại, những nhóm người Mông ở các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn di cư đến Bắc Cạn khoảng thời gian từ sau năm 1979 và cũng là đợt đồng bào người Mông di cư đến Bắc Cạn nhiều nhất. Nhưng những người Mông ở huyện Bắc Nạm chúng tôi mới là những người Mông di cư đến tỉnh Bắc Cạn sớm nhất. Cách đây khoảng hơn 100 năm, chủ yếu là những người thuộc nhóm Mông Trắng tìm đất cư trú và lập nghiệp ở vùng núi Đá Vôi thuộc các xã Nhạn Môn, Cổ Linh, Cao Tân, Cao Thượng. Chiếm số dân không nhiều, chúng tôi sinh sống theo một địa vực khá biệt lập. Dù chuyển cư đến Bắc Cạn sớm hay muộn, chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ đoàn kết với các dân tộc ở địa phương, cùng sinh sống, cùng tham gia thực hiện nghĩa vụ ở các thôn, xã, cũng như các đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Riêng đồng bào Mông sống lâu đời ở các xã thuộc huyện Bắc Nạm đã cùng đồng bào các dân tộc ở địa phương hăng hái tham gia phong trào Việt Minh trong thời kỳ cách mạng tháng 8 năm 1945. Cha ông chúng tôi đã góp phần không nhỏ trong quá trình giải phóng Châu Trưng Vương, nay là huyện Ba Bể, để thành lập chính quyền sớm nhất trong cả nước vào tháng 3 năm 1945. Làng của chúng tôi thường ở trên núi, cao hơn với làng của các dân tộc khác. Nhiều khi nhìn thấy làng rồi nhưng còn phải leo núi tới vài cây số mới tới nơi. Do sống ở các sườn núi treo leo nên hiếm có làng người Mông làm nhà san sát nhau. Chúng tôi thường làm nhà phân tán, rải rác cách nhau vài trăm mét, hay mỗi nhà sinh sống trên một quả núi giữa khu ruộng bậc thang của riêng mình. Người Mông chúng tôi có ba loại nhạc cụ chính, đó là khèn, đàn môi và kèn lá cây. Trong đó thổi khèn là loại hình được trình diễn thường xuyên nhất. Chúng tôi yêu thích thổi khèn tới mức chiếc khèn từ lâu được nhiều người mặc định là biểu tượng văn hóa của người Mông. Khèn được nam giới thổi vui trong các dịp sinh hoạt cộng đồng, trong cả đám tang lẫn đám cưới. Từ bé tôi đã được cha kể những câu chuyện đầy tự hào về cây khèn của người Mông. Lớn lên được học thổi khèn với những bậc thầy về nhạc cụ của dân tộc mình, hiểu được ý nghĩa của mỗi cung bậc âm thanh của tiếng khèn, tôi mới thấm thía hơn ý nghĩa của câu chuyện cha kể năm xưa. Rằng ngày xưa, khi mới có người Mông, có gia đình có 7 anh em rất đoàn kết yêu thương nhau. Vì muốn 7 anh em dù đi đâu về đâu sinh sống, cũng giữ được tiếng nói của dân tộc mình, nên đã sáng tạo ra chiếc khèn để thổi lên những cung bậc âm thanh, bày tỏ tiếng lòng, tình cảm với nhau. Hai vợ chồng này là sinh ra 7 con trai thì muốn cho 7 con trai này cùng chung nói tiếng. Thế thì mới phát ra là lấy cái này về làm cái này, thế lấy tre về làm cái này. Và trong đó thì cái to nhất này là hai lưỡi, còn 5 ngón ở dưới đây là mỗi ngón thế này là một lưỡi, thế là thành 7 lưỡi. Và 7 lưỡi, rồi là cái này 6 ngón cùng với cái này nên là cũng là 7, thế là nó mới gọi là 7 con trai. Dần dần thời gian trôi đi, tiếng khèn Mông da diết đã lôi cuốn người nghe và động viên người Mông mạnh dạn đưa cây kèn ra thổi trong các dịp lễ Tết, đám cưới, hội hè. Ban đầu cây khèn chỉ đơn thuần dùng để thổi, về sau người Mông
với bản tính vô tư trong sáng yêu đời của mình, đã sáng tạo thêm những điệu múa phối hợp cùng với tiếng khèn. Càng múa, tiếng khèn càng hay, các điệu múa và tiếng khèn ngày càng hòa quyện vào nhau, không thể tách rời. Để rồi từ đó, tiếng khèn trở thành phương tiện giao tiếp của con người với thế giới tâm linh, là tâm hồn, là bản sắc của dân tộc Mông. Những ngày mùa hè, khi ánh mặt trời khuất sau những dãy núi, thì cũng là lúc các chàng trai mang theo chiếc khèn bên mình để cùng nhau thổi vui ở những nơi sinh hoạt chung của làng. Không ai bảo ai, chỉ cần biết rằng ngày hôm đó, những người đàn ông trong bàn tập trung học thổi khèn, là những người phụ nữ Mông lại đi theo sau để được thưởng thức âm thanh trầm bồng quyến rũ của tiếng khèn. Con trai người Mông biết cầm khèn khi biết cầm con dao phát nương, biết lái đường cày trên dãy. Chiếc khèn là vật bất ly thân, gắn bó trong cuộc sống thường nhật. Khi buồn, khi vui, cũng chỉ lấy tiếng khèn để tâm tình. Thổi khèn không chỉ là giải trí, mà tài nghệ của mỗi người còn được bộc lộ. Qua tiếng khèn, chàng trai Mông sẽ tìm được người bạn đời của mình. Để trở thành một người thổi khèn giỏi, người con trai Mông phải tập khèn từ 12-13 tuổi. Có thân hình khỏe, mềm dẻo, nhịp nhàng, nhưng quan trọng hơn cả là cách lấy hơi rèn khí để hơi được sâu, được dài. Động tác khó nhất khi múa khèn là vừa ôm khèn vừa lăn mình, nhảy điệu đá gà, đá ngựa mà tiếng khèn vẫn không dứt. Để biểu diễn được những động tác này với khoảng trên dưới 30 khúc nhạc, đòi hỏi người chơi phải mất rất nhiều công tập luyện và không phải ai cũng có thể làm được. Tình yêu của người Mông chúng tôi gắn với tiếng khèn, giản dị nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Đó là những đêm huyền diệu của tiếng khèn, đêm thổn thức của tiếng lòng, đêm của những khát khao mang vị ngọt ngào của tình yêu, tình bạn. Chất chứa trong âm thanh của tiếng khèn là những cảm xúc thiết tha bồi hồi của những chàng trai cô gái người Mông trong những vũ điệu xoay tròn quấn quýt bên nhau. Những lúc như thế này, tiếng khèn mang theo những âm thanh vui nhộn, hứa hẹn một cuộc sống no ấm hạnh phúc của đôi lứa, khiến những cô gái không khỏi nghĩ về một cuộc sống lứa đôi đầy hứa hẹn. Càng về khuya, tiếng khèn dường như càng ngân vang tha thiết, hòa cùng bản nhạc của gió ngàn, làm thổn thức bâng khuâng bao con tim đang lỗi nhịp. Đó là thứ tình cảm chân thành mà chỉ ở nơi dẻo cao này mới có. Nó hồn nhiên trong sáng và thầm kín khác xa so với những lo toan bận bịu nơi phố thị. Nhưng bất kỳ đàn ông người Mông nào khi đã trưởng thành cũng đều hiểu, hòa trong tiếng khèn khi trầm khi bồng, khi dìu dặt khi háo hức, lẫn trong điệu múa khi khoan khi nhặt và tràn đầy sức sống kia là tình yêu bản sắc văn hóa dân tộc, tình mẫu từ huynh đệ, là lẽ sống làm người chứ không chỉ là tình yêu đôi lứa.
chiếc khèn với chúng tôi thân thuộc như cơm ngô, rượu ngô, như không khí nước uống hàng ngày vậy. Dù cuộc sống hôm nay có nhiều thay đổi, có không ít giá trị truyền thống đã trở thành quá khứ, song người Mông chúng tôi vẫn giữ được cây khèn của mình với kỹ năng chế tạo công phu và chuẩn xác. Nguyên liệu chế tác khèn được làm từ cây trúc và gỗ thông hoặc gỗ pơ mu núi đá. Cây trúc để làm khèn không được già quá, cũng không được non quá. Trúc mang về được phơi sương rồi phơi ra nắng. Nếu trời không nắng thì phơi trên gác bếp. Phần đai quấn quanh ống trúc được làm bằng dây gai. Trúc, dây gai và thân gỗ để làm khèn hong ít nhất từ 2 đến 3 tháng để ăn khói. Cấu tạo của một chiếc khèn Mông khá đơn giản, bao gồm 6 ống tre con và một ống cả dùng để ghép nối các ống con. Ống khèn cả được làm bằng gỗ xoan hoặc gỗ pơ mu, tiện nhẵn mặt ngoài và đục rỗng ruột bên trong. Dùng mũi dao nhọn khoét các lỗ để ghép 6 ống con và tạo thành hình dáng của khèn. Việc ghép nối các ống khèn con với ống khèn cả phải khít vào nhau, không để không khí lọt vào trong. Như thế âm thanh của tiếng khèn mới đảm bảo độ vang. Cái to nhất này là anh cả này. Thế là tiếp theo là em tiếp theo là em thứ nhất, em thứ hai, em thứ ba, thứ tư, thứ năm này. Tức là còn cái này là dài nhất này là em út, và ngắn nhất và to nhất này là anh cả. Thế khi nào mà thổi thì cứ bấm cái này trước, tức là bấm cái này. Thổi khèn đã khó, để chế tác ra một chiếc khèn còn khó hơn. Chỉ tiếc là những người biết chế tác khèn không còn nhiều. Là con gái Mông phải biết may vá, dệt vải và thêu thùa, là con trai Mông phải biết thổi khèn và múa khèn. Nhờ những lời dạy của cha ông như vậy mà bây giờ chúng tôi có chiếc khèn, điệu múa khèn, có ngôn ngữ âm nhạc của riêng mình. Được biết đến như một dân tộc luôn dũng cảm chiếm lĩnh những ngọn núi cao nhất, đương đầu với những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên để sinh tồn từ thế hệ này qua thế hệ khác. Người Mông chúng tôi bao đời nay có bạn đồng hành là cây khèn. Cha ông chúng tôi quan niệm tiếng khèn là phần hồn của người Mông. Giữ tiếng khèn là giữ lấy bản sắc dân tộc mình. Âm thanh của khèn, động tác múa khèn mạnh mẽ như chính cuộc sống của chúng tôi. Bởi nếu không kiên cường mạnh mẽ, người Mông xưa kia chắc khó lòng đương đầu nổi với sự khắc nghiệt nơi núi cao đá dựng để có cuộc sống như ngày hôm nay. Cuộc sống của người Mông Bắc Nẵm hôm nay đã có nhiều đổi thay. Tôi luôn tin tưởng rằng những thế hệ con em chúng tôi với những hiểu biết và bản lĩnh văn hóa của mình sẽ ngày càng làm nên những thành tựu lớn lao hơn thế hệ chúng tôi, biết trân quý, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, những hồn cốt của dân tộc mình trong sự phát triển đa dạng của đời sống xã hội.